chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Ước mơ của em ngày hôm nay. Các bạn nhỏ của chúng ta, các bạn thiếu nhi á, có khi nào các em nghĩ đến việc rằng là mình sẽ tự làm ra, tự tạo ra một món đồ chơi nào đó mà mình yêu thích hay không? Lý do mà ngày hôm nay chị Mai Phương bắt đầu câu chuyện như vậy là bởi vì chị Mai Phương đã nhận được ước mơ đến từ cô bạn Ái Nhi, 8 tuổi. Bạn ấy có ước mơ rất là dễ thương, đó là làm một ngôi nhà cho búp bê bằng thùng cà tông. Và có một điều nan giải, đó là theo chị biết thì đa phần là hiệp sĩ của chúng ta hình như là không được khéo tay cho lắm. Mà làm một ngôi nhà thì phải có mái nè, rồi có cửa sổ, có cửa ra vào, rồi phải trang trí nữa. Không biết rằng là các hiệp sĩ của chúng ta sẽ giúp đỡ cho ai như thế nào đây. Thôi thì để các hiệp sĩ của chúng ta ngày hôm nay có một trải nghiệm thú vị nha. Mời các em cùng theo dõi hành trình ngày hôm nay. Đúng nhà của ta. Dạ em chào chị. Dạ. Chị ơi, nhà này có bé Ái Nhi không vậy? Dạ đúng rồi. Dạ em là Huy Nam đến từ chương trình Ước mơ của em. Dạ. Nói cho chú hiệp sĩ biết ước mơ của con là gì? Làm ngôi nhà búp bê. Giờ con nghĩ ra cái mẫu nó như thế nào, cái nhà nó như thế nào, màu gì nè? Nguyên ngoài là một cái thùng. Một cái nắp bé, một cái nắp của kem bàn chải đánh răng. Búp bê biết đánh răng hả? Dạ không, cái nắp để làm cái đèn ngủ. Sao chú sẽ thấy nhiều quá vậy? Nhắm làm được không? Chú là chú giúp con thôi, nhưng mà cái vấn đề là con tự làm đó. Dạ được. Chắc không? Thì chắc. Bây giờ con có những vật cụ, dụng cụ gì rồi ta? Con có búp bê, rồi con có mấy cái ghế, rồi con có cái bàn, rồi con có đồ ăn. Bây giờ á, nhiệm vụ của hai chúng ta đó là phải đi ra ngoài kiếm vật liệu, sau đó trở về nhà. Bây giờ con xin mấy cái như là cái thùng cho mình giấy á, đúng. Bà có cái thùng giấy không? À, mình đã xin được một ít giấy cạc tông rồi, nhưng mà chú hiệp sĩ có chuẩn bị trước cho con. Đây, trong đây có dây kim tuyến, rồi rất là nhiều thứ. Bây giờ chúng ta về mình thử làm cái nhà trước đi. Con giấy xin được cái thùng à. Nãy giờ chúng ta đã đủ các vật liệu để làm ngôi nhà búp bê. Cái nhà chúng ta nó sẽ hình gì ta? Ở trên là một cái hình tam giác, còn ở dưới là cái hình vuông. Là ngôi nhà 3 tầng, con 1 tầng, mẹ 1 tầng, với ba 1 tầng. Rồi bây giờ con cắt mấy cái giấy con trang trí đi. Dễ bài bồng rồi. Làm cái gì vậy? Cái ghế. Cái ghế gì kỳ vậy? Tại con không biết làm cái ghế sofa sao nên làm vậy. Chú không tưởng tượng ra là cái ghế nó vậy luôn con. Bây giờ vậy nha. Cái nhà thì luôn luôn là sẽ bự hơn cái ghế. Mà bây giờ cái ghế con làm nó bự hơn cái nhà luôn rồi. Nè nhét vô cái ghế đi. Đâu vô được đâu. Nè. Nó bị. Ê trời ơi. Vậy mà con nói con làm rồi, con giỏi lắm. Chứ hiệp sĩ thấy không ổn rồi đó. Nè. Con len gấu hơn rồi. Con yêu con này. Con phải tiền dính. Rồi đó, chứ hiệp sĩ thấy là con gấu bỏ vô cái là chật cái nhà luôn rồi nè. Công việc của hai chú cháu mình làm mới sáng giờ coi như công cốc rồi. Nhưng mà bây giờ nha, chú hiệp sĩ có một người bạn. Hai chú cháu chúng ta đến tìm người trợ giúp. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Mama cho con đi thực hiện ước mơ của mình nha. Rồi con đi ha. Hai, bây giờ thì hai chú cháu chúng ta sẽ đến một nơi để làm các ngôi nhà búp bê thật là xinh đẹp. Hai đây, đó rồi. Chú hiệp sĩ xin giới thiệu với con, đây là anh Đức. Chào con. Giới thiệu đi. Con tên là Ái Nhi, ước mơ của con là làm cái ngôi nhà búp bê. Chú sẽ giới thiệu cho con những ngôi nhà búp bê và hướng dẫn con cách để làm nha. Ở đây là những cái mẫu ha anh? Đúng rồi, tức là những mẫu này đã gấp thành phẩm rồi.
chú sẽ lấy một cái mẫu nào đơn giản nhất ha, học hợp với con, chú sẽ cho các bạn đó hướng dẫn con lắp ráp. Rồi bây giờ thì chị Trinh sẽ giúp hai chú cháu chúng ta hoàn thành xong ngôi nhà búp bê, chịu không? Dạ chị. Cái này gọi bằng gì em? Bằng gỗ. Là bằng gỗ và giấy ạ. Wow, rồi bây giờ chị Trinh sẽ hướng dẫn hai chúng ta nhé. Đây là mẫu của mình sẽ xếp lịch sử cho mình làm. Wow. Bên trong mô hình là có gồm những gì là trên sách hướng dẫn, nó sẽ chi tiết hết cho mình cả. Bé không muốn tự làm ha? Bé là người tôi thích làm mà. Ba người làm chung đi. Trời ơi, ước mơ chị, của mình chị con. Chị Trinh có thể hỗ trợ cho em được không? Ừ, hỗ trợ thôi ha. Rồi tự tay con sẽ làm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng cái nền phòng trước ha. Đây, cái màu vàng là cái nền. Đúng rồi. Nền gỗ, cái nhà, cái nền màu gỗ nè. Còn cái này là hai cái tường. Rồi bây giờ thì cái thành phẩm mới nhất của mình và cái ngày hôm qua hồi sáng thì sao, cái nào đẹp hơn? Cái này đẹp hơn. Chắc chắn chưa? Còn rồi. Cái này thì sao? Ôi trời ơi. Sao hai chú cháu hay sao cái này sao? Cái này nó quá hoành tráng. Sao bé thích không? Dạ thích. Trời, thôi giờ trời. Nha. Tài chú bọn... sẽ cho con một cái thử thách nha. Bây giờ hiện tại á, con nhớ những cái mẫu, những cái nội thất đã sắp sẵn trong đây rồi. Con lưu ý, con nhớ lại. Giờ chú sẽ thử thách con bằng cách là chú sẽ lấy một vài nội thất ra. Bằng cách con sẽ bỏ lại những cái nội thất ngay vị trí cũ. Giờ chú cho con ba vị trí nè. Ở trên đây nha. Rồi dưới đây chú sẽ lấy ra 7 vị trí. Rồi con lưu ý kỹ nha. Nếu con làm được thì chú sẽ tặng cho con một cái mẫu này mang về luôn. Con phải làm sao đó để nhìn hết tất cả các chi tiết trong nhà. Bây giờ bắt đầu nhắm mắt lại. Đúng không? Ổng ý nha. Rồi chú lấy ra. Một, hai, ba. Rồi, bắt tao luôn rồi. Ôi. Sắc đúng vị trí mà đẹp nha. Cái này cái thùng. Cái này nè. Cẩn thận nha. Ở chỗ. Ồ, hay ta. Ôi. Coi như là chú lịch sĩ nhớ đó. Chỗ đó còn để trên đó. Hay vậy ta? Thì... chắc rồi. Hết chưa? Hết. Ê, còn cái này nữa. Chú sĩ nhớ là cái bàn nằm trên đây mà. Không phải, chú sĩ nghĩ là cái ghế này bên đây nè. Cái bông này nó cũng sai nè. Ở đây có bông thì chắc chắn là cái bình bông nó nằm dưới đất, chứ ai bình bông để trên lầu. Không phải. Lúc nãy con thấy cái bình bông nó để đây mà. Chú sĩ nghĩ là cái bình bông này ở dưới đất. Rồi, anh Đức ơi, cho em biết nãy giờ bé Nhi làm bỏ vào những cái đồ vật có đúng vị trí không ạ? Thiệt sự là Nhi làm trước là đúng vị trí. Ồ, quá giỏi.
khi mà theo đuổi cái đam mê này thì anh bắt đầu cái đam mê nó từ những cái điều gì đầu tiên? Thì mình rất là thích làm những cái vật tí hon nhỏ nhỏ. Từ đó mình phát triển và suy nghĩ ra thì gom những cái nội thất mà xung quanh đồ vật xung quanh nhà mình á, mình làm. Thì giống như chú cũng như là người đi trước và cũng đam mê giống như con. Thì chú thấy mình làm cái gì cũng vậy, thì con chú nghĩ con nên kiên nhẫn. Thì bây giờ thì con có muốn điều gì để nói với anh Đức? Rồi. Em cảm ơn chú anh Đức để giúp đỡ con làm một cái căn phòng. Mày nói gì nữa? Không, thì con thích nói gì con nói. Con chúc chú anh Đức làm được nhiều nhà đẹp. Như vậy là nhiệm vụ của Huy Nam đã hoàn thành rồi. Huy Nam xin chào quý vị khán giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào. Ây da, theo dõi hành trình ngày hôm nay thì chị Mai Phương thích mê đi được á. Phải chi là chị Mai Phương sẽ có mặt cùng với Ái Nhi và Hiệp sĩ để cùng làm ra ngôi nhà búp bê này nha. Và phải nói rằng là đúng hiệp sĩ của chúng ta không được khéo tay cho lắm nhưng mà lại rất là cố gắng. Và ngày hôm nay hiệp sĩ đã có một tiến bộ vượt bậc. Còn phần còn lại thì chị phải chúc mừng Ái Nhi bởi vì em đã rất cố gắng để có thể hoàn thành ước mơ của mình. Và hy vọng đây sẽ là một ngôi nhà dễ thương mà dành tặng cho những người bạn búp bê của chúng ta, đúng không nào? Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.